Hey, trời ơi là trời, cuối cùng cũng được lên mặt nước rồi. Trời ơi là trời thiệt chứ. Từ nãy giờ bơi ở dưới đó khó thở muốn chết luôn á trời. Cuối cùng mình cũng được bơi lên trên bờ rồi. Trời ơi. Ấy, à, trời ơi, thôi đi thôi. Trời ơi. Hay tự nhiên á không ngờ luôn, đi xuống đó xong gặp được cái ông mì thủy thần, xong ổng tặng cho mình cái kiếm đẹp ơi là đẹp luôn anh em nhìn nè. Trời ơi, đẹp ghê luôn, nó bự hơn cái đầu của mình luôn nè anh em. Hồ ôi cái kiếm này ha. Cái kiếm này nhiều khi á giết mấy con voi còn chết nữa chứ huống hồ gì là mấy con cá. À quên, mấy cái bạn cá dưới đây nè bây giờ đã là bạn của mình rồi, không có còn là đối thủ của mình nữa. Ok. Tạm biệt các bạn nha. Mình đi đây. Bye bye. Thôi ok, bây giờ mình phải đi thôi anh em ơi. Mình phải tiếp tục trên đường đi giao cái quyển bí kíp cho thầy của mình. Đây, quyển bí kíp này đây. Trời ơi. Trời. Cái quyển bí kíp này anh em. Thiệt chứ. Mình đi đến hình như là bây giờ hình như là 3 ngày rồi mà mình chưa giao xong cái quyển bí kíp này nữa. Không biết là thầy có xem thường mình hay không đây. Nhưng mà không kệ, không sao. Trước sau gì mình đi á, đi tí là mình đi lâu như vậy nhưng mà mình được cái món báu vật là cái kiếm này nè. Đó, là cũng được rồi. Ý, ok, đi thôi, đi thôi. Hơi trời ơi là trời, sao mà cái làn nước này nó xa quá vậy ta, đi mãi mà không tới luôn á trời. Ủa, cái gì bên kia sao mà có cái gì nó đang thui thùi lùi như mấy hạt đậu đen tùm lum la vậy. Ủa, hình như là cái người nào đó nhìn quen lắm em ơi. Để mình xem coi. Ui, hình như là không phải là những hạt đậu đen mà hình như đây chính là bộ ninja màu đen thì phải. Hình như đây chính là ninja hắc ám anh em ơi. Ôi cái bộ đồ bọn nó mặc màu đen kìa, hình như là lại là cái bọn ninja hắc ám lần trước mình gặp hay sao á. Để mình đi tới mình coi. Đúng rồi anh em ơi, chính là bọn ninja hắc ám. Trời ơi, tại sao bọn nó lại xuất hiện ở đây chứ. Bọn nó nhìn mình kìa. Tại sao các ngươi lại đến đây? Ta đâu có gây thù chuốc oán gì với các ngươi đâu mà sao các ngươi cứ đến đây để kiếm chuyện với ta hoài vậy hả? Ngươi còn không biết chuyện gì à? Bọn ta đã nghe tin ngươi đã lấy được cây kiếm đại hồng thủy của thủy thần đúng không? Mau mau giao nộp cây kiếm đó cho ta. Hóa ra là các ngươi đến đây chỉ vì cái cây kiếm này thôi à? Các ngươi cũng là tìm hiểu thông tin nhanh thiệt đó. Ta mới vừa được thủy thần tặng cho cái kiếm này mà bây giờ các ngươi đã biết là ta có cái kiếm này rồi. Các ngươi đến đây là để lấy cái kiếm này đúng không? Ta không ngờ là các ngươi lại bỉ ổi như vậy. Một đống các ngươi luôn mà đến đây chỉ để đánh với một mình ta hay sao? Có ngon á thì kêu đại ca các ngươi ra đây đánh với ta nè. Tại sao cứ các ngươi đông như vậy mà cứ đánh một mình ta là sao? Các ngươi hèn quá vậy. Các ngươi tưởng là ta sợ các ngươi hả? Ta đã có cái kiếm này rồi, ta sẽ không còn sợ ai nữa đâu. Hãy xem sức mạnh của cái kiếm này đây. Chết mày nè, nhào vô đây. Bọn nó đông quá anh em ơi. Thật không ngờ là bọn nó đông đến vậy luôn đó. Ôi, tại sao mà lần nào cũng vậy, cứ các ngươi cứ chơi hội đồng ta không vậy? Các ngươi không có giỏi thì kêu một tên ra đánh với ta nè. Sao mà cả đám nhau đánh ta hoài vậy? Sao lần nào mình cũng bị đánh hội đồng vậy anh em? Hết mấy cái con lính cá rồi, bây giờ tới lượt ninja đậu đen này nữa. Trời ơi trời ơi, nhầm. Ninja hắc ám, nhầm. Nhào vô đây, chết. Chơi mình đánh mày luôn rồi. Ôi trời đông quá đâu quá. Mình còn có 50 máu rồi. Không được rồi. Mình phải dịch chuyển thôi. Dịch chuyển. Ôi trời, may quá. Mình dịch chuyển lên trên cây rồi anh em ơi. May quá. Ôi chết rồi, bọn nó đông quá. Bây giờ làm sao đây? Toàn là mấy cái tên này, tên nào cũng mạnh hết rồi, không có tên nào yếu hết. Hắn ta đánh mình, bây giờ mình còn được có 41 máu rồi trời. Bây giờ mình mà nhảy xuống là mình thế nào cũng sẽ bị giết luôn đó anh em. Bây giờ làm sao đây? Đông quá. Rồi, hay là bây giờ mình phải liều mạng thôi. Mình dịch chuyển qua ở đâu đó được không ta? Không được rồi, bây giờ chắc ra của mình đã gần hết rồi, mình không thể nào dịch chuyển xa được. Bây giờ là chỉ còn cách là dịch chuyển lại một cái chỗ nào đó, sau đó là liều mạng đánh với bọn nó một phen thôi. Ok, chỉ còn cách như vậy thôi. Dịch chuyển. Hey! Trời ơi, bọn nó biết mình dịch chuyển cho nên bọn nó cũng đi theo mình luôn anh em ơi. Trời ơi, chết mình rồi, đông như thế này làm sao mình đánh lại đi? Ôi là trời. Trời ơi. Trời ơi, trước mặt cũng có nữa. Ôi, trời, đông quá. Mình chỉ còn có 17 máu thôi, làm sao đánh lại bọn nó đây? Trời ơi, kỳ này là mình chết rồi. Ừ đúng rồi, Mr. Dịch ơi, ông đâu rồi? Làm ơn ngay cứu tôi với. Trời ơi, Mr. Dịch, ông ở trong làng rồi, ông đâu có ở đây đâu mà cứu mình bây giờ. Ôi, đâu quá. Bây giờ làm sao đây, chạy cũng không được nữa. Trời ơi. Chết rồi anh em ơi, bây giờ mình không thể nào chống cự lại bọn nó rồi. Bọn nó đông quá, dù là mình dịch chuyển đến đâu bọn nó cũng có ở đây hết. Bây giờ bọn nó đã bao vây mình nhiều đến mức như thế này rồi. Bây giờ chỉ cần mỗi đứa bọn nó cho mình một cái chưởng thôi là mình cũng chết luôn á. Chết mình rồi, bây giờ bọn nó bao vây như thế này rồi. Làm sao để mình có thể thoát được đây anh em ơi? Trời ơi, có ai không làm ơn giúp mình với. Mr. Dịch bây giờ thì đang ở trong làng rồi, không còn ai đi chung với mình cả. Mình không thể nào mà chiến đấu một mình đấu lại hết cái bọn này được. Làm sao đây?
Chẳng lẽ bây giờ mình phải chịu chết ở đây sao? Không được, mình còn chưa giao xong cái quyển bí kíp này cho thầy của mình nữa, mình không thể nào chết được. Làm cách nào đây ta? Để mình xem coi bây giờ còn cách nào không. Đúng rồi, cái kiếm này. Đúng rồi, trời ơi, mình quên mất. Hồi nãy mình nói là hay là bây giờ mình thử sử dụng coi cây kiếm này nó có sức mạnh gì hay không. Biết đâu bây giờ mình sử dụng cái kiếm này nó sẽ cho mình một cái sức mạnh gì đó để mình có thể thoát được thì sao. Đúng rồi. Bây giờ để mình thử xem mới được. Cái bọn này, hãy xem sức mạnh của cây kiếm thần đây. Hy vọng là cây kiếm thần này sẽ có được một cái sức mạnh gì đó giúp cho mình chạy trốn được. Hai, cha, ôi, trời, quá. Wow. Anh em ơi, nhìn kìa, nó tạo ra một cái bức tường bằng nước. Ui, nó đang lại gần mình. Tạo ra bức tường nước. Hay. Ôi, mọi người ơi. Nó đang tạo ra một bức tường nước và nó ngăn cản không cho cái đám lính này lại gần mình. Trời, mày quá, mình phải bơi lên. Anh em ơi. Mày quá. Ôi, bây giờ mấy cái tên lính này, mấy cái tên ninja hắc ám này đã bị tản ra hết rồi. Bọn nó không lại gần mình được. Ôi, có vài tên đang bị chết đuối nữa kìa. Ôi, để mình xem coi. À, có vài tên đang bị chết đuối nữa kìa. Còn mấy tên này thì không ai có thể bơi lại gần mình được hết. À, có mấy tên cũng cố bơi lên nhưng mà không bơi được. Bây giờ là ta đã tạo được một cái đống nước như thế này rồi. Chỉ có một mình ta có thể đứng được trên đây thôi. Bởi vì nước này á, chính là nước axit. Và người nào sở hữu thanh gươm này nè thì mới có thể đứng được trên nó thôi. Trời ơi, các ngươi không làm gì được ta đâu. Hãy xem đây, tạo ra hố nước. Ê, ha. Đó, thêm cái hố nước kìa, nhấn chìm hết tất cả các ngươi luôn. Rồi, chìm xuống nước hết đi. Trời ơi, tội không kìa. Đỡ nè. Đỡ nè, trời ơi. Bên này nữa, mình sẽ tạo cái hố nước bên này luôn. Tạo hố nước nè, nhấn chìm hết đám lính như ta. Trời ơi, chết tụi bay chưa? Ha, có mấy tên bị chết đuối kìa anh em kìa. Giật kìa. Đó, đang dần bị chết đuối rồi. Các ngươi sẽ không làm gì được ta đâu. Mày quá. Bây giờ mình phải tranh thủ mình bơi đi mới được. Bơi lên. Ok rồi, bây giờ mình phải tranh thủ mình bơi đi mới được anh em ơi. Mình không ở đây được nữa rồi. Ok, để mình tạo ra thêm cái hố nước cho mình bơi càng xa càng tốt. Hey. Ôi, bơi. Ok, bơi ra. Trời ơi, mình hy vọng là bọn nó không bơi theo mình được. Hình như là cái nước này á, là kẻ nào mà bị dính vô cái nước này là không di chuyển được trừ mình anh em ơi. Trời ơi, coi kìa, bọn nó bây giờ đã bị nhấn chìm ở trong nước hết rồi. Thôi, hóa ra cái kiếm. Ui, còn một đám ở đây nữa. Hey, đỡ nè. Đó, nhấn chìm hết luôn đi. Trời ơi, rồi xong, bọn nó bị nhấn chìm hết luôn anh em ơi. À, vậy là từ nay là coi như là đứa nào ngăn cản ta sẽ cho chìm hết vô trong biển nước luôn. Trời ơi, đúng là cái kiếm này mạnh ghê luôn anh em. Ôi, may quá, mình tạo được cái bức tường nước để cho nó bảo vệ mình rồi. Mày quá, bây giờ mình phải đi mới được. Mình phải chạy trốn hả? Trời ơi, sợ quá. Trời ơi, may quá, cuối cùng thì cũng thoát được cái bọn ninja hắc ám rồi. Thôi bây giờ mình phải mau đi đến cái làng nước thôi, không thôi là mình sẽ trễ giờ giao cái cuốn bí kíp này cho thầy mình quá. Ôi, trời ơi, bây giờ lại gặp thêm chuyện nữa rồi. Cái chỗ này có một cái vách núi cao ơi là cao luôn anh em ơi. Xung quanh đây á, thì chỗ nào cũng có vách núi cả, làm sao để đi qua được đây. Chết mình rồi, bây giờ mình thì mình hết chakra rồi, mình không thể nào dịch chuyển được. Mà mình cũng không có mang theo gỗ, không mang theo cầu thang hay gì luôn, làm sao mình dịch chuyển lên đây. Oh my god. Mà cái này là cái bức tường núi mà nó còn cao thẳng đứng nữa chứ. Nó không có một cái chỗ nào cho mình nhảy lên luôn. Ok, để mình thử coi. Hey. Không được luôn rồi. Hey. Ôi, cũng không được luôn. Trời ơi, chết mình rồi. Bây giờ tìm chỗ nào để leo lên đây. Chết rồi, chẳng lẽ giờ phải ở đây hả? Ủa đúng rồi, quên anh em ơi. Cái kiếm thần. Trời ơi, mình quên mất. Cái kiếm thần nó có thể tạo ra được một cái bức tường nước mà. Mình sẽ tạo ra bức tường nước, sau đó mình bơi lên. Đúng rồi, trời ơi, dễ. Ok, bây giờ mình sẽ thử tạo nha. À, xem đây. Hey, chuẩn bị chakra của ta. Hãy sử dụng hết chakra để tạo ra bức tường nước đi nào. Hey, cha. Bùm. Trời ơi, nước ngập hết luôn cái ngọn núi luôn anh em ơi. Wow. Ôi, bây giờ mình thử mình bơi lên mới được. Trời ơi, nước ngập hết cái ngọn núi luôn. Ok, bơi lên. Ôi, bơi lên nè. Ôi, bơi lên. Trời ơi, bây giờ mình chỉ cần bơi lên tới nơi thôi là được đúng không? Là mình qua được cái ngọn núi này rồi. Bơi lên. Trời ơi, tính ra game là dễ. Ngọn núi cao cỡ nào mình cũng bơi lên tới được anh em ơi. Tại vì bây giờ là mình có nước rồi, mình có thể bơi được rồi đó. Game là dễ. Ok, mình bơi lên mới được. Ôi, từ mình bị hết hơi rồi, mình phải hết hơi rồi. Trời ơi, bị hết hơi rồi. Ai ơi, bơi lên này. Ơi. Hả? Ok, bơi ra. Ây da. Bơi ra. Bơi lên. Trời ơi, vậy là mình đi ra được rồi nè anh em. Đó, vậy là mình leo lên được trên ngọn núi rồi nè. Trời ơi, game là dễ, tưởng cái gì đâu khó.
Leo được ngọn núi rồi. Ok, vậy là mình đã qua được ngọn núi rồi anh em ơi.